Dạ nãy con hỏi bên kia là nó 3 tấn rồi đó. Hồi sáng giờ mấy trăm ký bún rồi cô? 300 ký. Thôi không, đủ gần luôn ha. Dạ. Cái vừa rồi mẹ Nam Hải có đi không cô? Có đẩy. Dạ. Dạ mới anh qua nè. Dạ. Vừa rồi cũng đông lắm cô. Dạ. Đi bốn xe. Đi xe hai bánh ha. Xe hai bánh. Rồi hôm nay ở lại không? Không, chút về đây. Dạ hả? Dạ, mình thưởng thức món ăn chay đi chưa? Ôi ngon lắm. Mà mình thưởng thức chưa? Rồi. Rồi ha. Rồi. Hải cơm cháo bún bánh tầm bánh xèo. Cảm ơn. Cô bác nước xanh xanh là nước gì vậy bác? Nước cần tây. Dạ ha. Thôi rồi, đã quá ha. Đoàn mình ở đâu vậy ông anh? Mỹ Hội, Mỹ Hội. Mỹ Hội là An Giang hả? Đúng rồi. Rồi, của thánh địa hoặc khá giáo hoàn hảo luôn ha. Dạ chào mấy cô nha. Dạ. Năm nồi. Năm nồi lẻ bún. Trời ơi, lực lượng nha anh, xào mới nổi chứ phụ nữ sao xào nổi. Phụ nữ xào chắc chà. Vậy đó hả? Chắc là lớn hơn số lượng rau củ quả hàng tấn lấy lên đó nha cô chú. Hồi nãy mình hỏi cái ông bác kia mới nước mía thôi, số lượng mía thôi là gần 5 tấn. Ở đây là mình chế biến trước ha bác. Dạ. Đoàn mình ở đâu vậy bác? À. Đoàn mình ở đâu vậy? Đoàn ở An Giang. An Giang này luôn ha. Ờ. Rồi. Dạ lát con muốn, con có đi vòng vòng lắm ha. Dạ. Dạ dạ. Dạ con biết rồi. Số nó là miễn phí luôn nha mọi người. Đoàn mình ở đâu vậy cô? Ở Vinh Lương Thẻ số 1. Là cũng của An Giang luôn rồi. À. Của An Giang luôn rồi. À, An Giang luôn. Ở gần đây. Dạ. Số lượng nói đi. Có người lớn tuổi mới biết mà. Dạ. Cảm ơn mấy cô nhiều nha. Chị gần nãy gần chút. Thôi chụp lẻ một. Rồi. Cầu Gia Nghị. Y như lễ Phật giáo hoàn hảo luôn. Cano. Đền thờ Nguyễn Thị Hạnh. Các đồng bà con qua bên đây luôn nha. Cũng đối diện cách nhau một con sông. Ủa? Cách nhau một con sông đi qua cây cầu đối diện với Dương Xuân Trung nha cô chú. Chào cô chú anh chị nha. Rất hân hạnh được gặp lại cô chú anh chị với một video clip mới của em ngày hôm nay nha. Ngày hôm nay là 21 tháng 2 âm lịch, là ngày chánh lễ của Dinh Trung Sơn nha cô chú anh chị. Trần Văn Thành đó cô chú, một vị anh hùng vĩ đại đó nha cô chú. Hôm nay là chánh lễ, cô chú nhìn thấy bà con đông không? Rồi ngày mới chúc cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh và ủng hộ kênh mình vừa qua một ngày thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống nha cô chú anh chị. Rồi cảm ơn cô chú anh chị nhiều à. Nhớ xem kênh cho mình nút like, một nút đăng ký kênh, chia sẻ video clip nha cô chú. Đây. Tình hình bà con bây giờ rất là đông nè cô chú ơi. Mình đang đứng trên cầu Vinh Sơn Trung nè cô chú. Rồi những bãi giữ xe nè. Đông nghẹt bà con luôn. Cậu đi nó luôn. Cậu qua. Cậu qua.
đi, đường này đông lắm, đảo lại đi cô ơi. Mình khó chạy nữa. Rồi rồi lui đi, không có xe rồi mình lui đi. Ờ có cái chốt nữa, không có cho mấy cô đi đâu. Ở về đây nữa à. Ờ. Quá trời quá tải luôn rồi mọi người ơi. Qua đi. Cái điểm này hôm qua mình vô mình quay bánh xèo cho cô chú xem nè, bây giờ là không chơi chơi chút lõm luôn á cô chú. Các bãi giữ xe đều quá tải luôn nè mọi người. Đây. Rồi cô chú thấy không? Những bãi giữ xe bây giờ quá tải luôn rồi nè, dòng người bữa nay lỗi về đổ về tránh lễ nè cô chú. Cỡ 30 ngàn rồi xe 30 ngàn chiếc hả? Hồi sáng giờ mình giữ mình nhận khoảng 200 300 chưa? Đó, 500 ngàn rồi. 500 ngàn ha. Rồi. Lâu có dịp làm ăn ha, mình cứ làm ha. Rồi, chúc lên sức khỏe nha. Trời ơi, khủng khiếp với đồng người à. Sao? Sao? Buông. Sao? Hello. Quay quảng cáo bán mà. Rồi rồi rồi. Một số bà con tận dụng thời điểm này để buôn bán trái cây nè, đặc biệt là châu Tây Đà Lạt nè cô chú. Đó, 20k một ký sỉ lẻ. Có Facebook, Facebook đàng hoàng luôn, Ngọc Thảo, số điện thoại luôn nha, nhớ liên lạc nha cô chú. Rồi. Bảo Vlog 66. Bà Bảo Vlog 66. Rồi, chúc mua bán đất nha. Dạ. Quá đông mọi người ơi. Ngày hôm qua là không có miếng hơi hôm nay luôn nha cô chú. Lớn lắm. Có bãi giữ xe nè mọi người. Cái này là cái bờ ruộng ngày hôm qua mình có quay cho cô chú xem này nha. Ồ, đông người kiếm cỏ luôn. Rồi tiến hành mình đi vào trong nha cô chú. Dòng người đổ ra, dòng người đổ vào. Cái nào cũng 20 quá nha, bẹo lửa xài nha. Rồi hôm nay cái nón có 20 ngàn nha, nón nào cũng 20, nón nam nón nữ nón bé đủ kiểu đủ màu tha hồ, lựa chọn 20 ngàn cái. Bữa nay tự nhiên tự rẻ nha, cái nào cũng 20 ngàn hết chính, nhanh tay mà quẹo lựa nè. Cái nón có 20 ngàn quá thì rẻ, rẻ thứ hai mà gì hay, cái nào cũng 20 hết trơn nha. Anh hai chị hai mình đi chợ mình tình cờ mình gặp mua cái gì làm quà nha, có 20 ngàn nè, đủ kiểu quá đông luôn. Tha hồ lựa chọn hôm nay tự nhiên nó rẻ. Nón cái 20 nè. Quá trời đông.
Này, một số bà con đem hành trang để ở đêm luôn đó cô chú. Có dòng người nha mọi người, đổ ra đổ vào nè, xuống khách thập phương đổ ra đó. Bên phía tay trái của mình là đang chuẩn bị đi ra đó, nhưng mà vẫn còn một số lượng khách khủng luôn. Khủng khiếp luôn mọi người. Nhiều đoàn từ thiện người ta phát nước lắm nha cô chú. Rất nhiều đoàn từ thiện phương xa đổ về để phát nước cho bà con khách thập phương đi đến dự lễ Dinh Trung Sơn đó cô chú. Ngày hôm qua mình đi đã đông rồi, hôm nay còn đông hơn hôm qua nữa. Ở bên đây cái gì mà bu đông dữ vậy ta? Wow, cầu thủ rồi. Ê, tàu hủ ăn với tương ớt. Rồi. Đòn này cho và đãi tàu hủ với tương ớt nha cô chú. Đây, các khách đông quá mọi người. Tàu hủ chiên bên đây nè. Hai hộp chắc phải đợi à. Đây. Wow. Đòn mình đãi nước mía gì vậy cô? Nước mía không đồng. Trời ơi, ấy còn bao nhiêu nữa đó ha? Có 5 tấn à. 5 tấn mía. Trời ơi. Dữ dằn không? Trời ơi, nó ngọt cái gì đó mía vậy đó chú. Thì đá mía là nó phải ngọt chi đá mía. Dạ bảo 1566 cô. Dạ. Dạ dạ cái đầu mình ở đâu vậy cô? Chợ mới ha. Rồi. Rồi cảm ơn mấy cô mấy chú nha. Đòn này thì đãi nước mía ha cô mọi người. Hello, hello. Chào. Hello chào. Chào, đi lễ rất là vui. Rất là vui. Đây, bên đây cũng là một những xe đá mía quay điện nè cô chú. Để quay để đãi bà con á. Đá mía không? Điện hả? Quá tải rồi, cháy cái máy luôn rồi. Quay không nổi luôn. Đây. Đây cũng là một cối nước mía ép siêu sạch. Chứ cái tắc để đãi bà con luôn. Số lượng mía rất là khủng, là 5 tấn mía. Hồi sáng giờ mấy tấn mía rồi ông bác? Châu. Dạ bước vô đây. Dạ dạ. Đứng đâu quay coi. Sáng giờ. Trời ơi, 4-5 tấn rồi đó ha chú. Trời ơi, dữ dằn luôn ha. Mà còn tới chiều nay chắc nhiều nữa. 2-3 tấn nữa. Rồi, nói chung là thủ sẵn 10 tấn đi. Trời ơi. Số lượng khủng luôn ha. Mía chứ đâu phải của trắng trời. Mía. Mía.
Nước mía. Ừ, nước mía chứ phải củ trắng. Dạ nãy con hỏi bên kia là nó 3 tấn rồi đó. Rồi xe gác đi ra, rồi mình đi tiếp tục nha mọi người. Làm nước đãi bà con đó cô chú. Mấy ông chú đang chờ. Cái bao. Đây. Những cây nước đá khổng lồ đang giữ chữ trước nè mọi người. Hơi âm sầm nha cô chú. Rồi mình tiếp tục mình đi nữa nha mọi người. Nè cô chú. Rồi. Ở đây cũng có một đoàn khác. Wow. Cái này là bún bì hả cô? Ngon quá ha. Mấy cô cái quầy này là cái hội ở đây là phát bún bì nha cô chú. Không mua bán đá chỉ làm lại được. Không mua bán rau quả ăn xin. Phía trong là mấy cô đề nghị bà con đến chuyến thiên sơn trung thực hiện tốt theo tinh thần thông báo. Ban quản lý thiên sơn trung thông báo. Bà con đến chuyến thiên sơn trung cẩn thận giữ tiền điện thoại. Không đeo nữ trang vàng vòng dây chuyền. Hồi sáng giờ mấy trăm ký bún rồi cô? 300 ký. Cũng gần luôn ha. Dạ 300 ký bún nha cô chú. Bên đây là bên đây là mấy cô đang con hả? Cao Lãnh Đồng Tháp ha. Con lắp giò Đồng Tháp. Dạ trời ơi, từ Cao Lãnh lên tới đây nó quá ý nghĩa rồi. Dạ Long Hải luôn. Dạ cái vừa rồi mẹ Nam Hải có đi không cô? Có đẩy dạ. Dạ mới anh qua nè. Dạ vừa rồi cũng đông lắm cô. Dạ năm nào cũng số nữa đẩy dạ. Rồi rồi cảm ơn con nha. Đi tiếp tục quầy khác nha cô chú. Ban quản lý thiên sơn trung thông báo một bà con đến kiến thiên sơn trung cẩn thận giữ tiền điện thoại không đeo nữ trang vàng vòng dây chuyền bông tai đề phòng tình trạng móc túi và cướp giật. Hai đề nghị bà con giữ gìn vệ sinh chung không có rác quần. Này là mình là đãi bún bì hả ngoại? Ngon quá thật. Lại gần thơm quá trời thơm luôn. Đòn này cũng đãi bánh mì ở bún bì nha cô chú. Bà con làm nhờ những việc quá ý nghĩa rồi. 3 chục ký bún, 5 tấn mía. 5 tấn nước mía. Bà con đến kiến thiên sơn trung cẩn thận giữ gìn tiền. Thì 5 tấn bây giờ ngưng rồi đó chứ đây có chuyện còn nhiều nữa. Đề phòng tình trạng móc túi và cướp giật. Hai đề nghị bà con giữ gìn vệ sinh chung không vứt rác xuống bãi. Ba không mua bán bánh chiên trên lề đường. Bên đây cũng có một quầy thuốc ngay tay nha mọi người. Đề nghị bà con đến tiến thiên sinh chung thực hiện tốt theo tinh thần. Thôi mình đi ra tới đây đó hả cô? Mình đi đoạn mình bao nhiêu người cô? Đi 4 xe. Xe
đi xe hai bánh ha. Xe hai bánh. Rồi hôm nay ở lại không? Không, chút gì đây. Dạ hả? Dạ, mình thưởng thức món ăn chay đi chưa? Ôi ngon lắm. Mà mình thưởng thức chưa? Rồi. Rồi ha. Rồi. Rồi. Dạ. Rồi. Ngon thì mình cứ thưởng thức. Ngon. Ngon qua con có cái. Ngon qua. Nước mía ngon. Cái gì cũng ngon hết trơn, mà nãy giờ cúp điện này. Nước mía ngon lắm. Nước mía gì lắm cô. Dạ. 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 Uống đi, uống hết trơn. Dạ. Rồi chúc mấy cô đi vui vẻ nha. Đi đi, không có đói không bác không chứ. Dạ. Có một số bài thuốc tây luôn nha cô chú. Em trai con gì? Dạ Bảo Vlog 66 cô. Cô Bảo Vlog 66. Bảo Vlog Bảo Vlog 66. Con gái mình hỏi. Hỏi lần nữa nó bấm giờ coi cháu đó. Dạ dạ. Cảm ơn chú lên. Dạ rồi cảm ơn mấy cô ủng hộ nha. Dạ. Năm nay vui quá à. Dạ năm nay đông hơn đó. Năm nay đông quá rồi. Dạ. Cái may là tổ từ thiện 2 triệu. Đãi cơm cháo bún bánh tằm bánh xèo. Quá trời dữ nha cô chú. Còn tiến hành quay đây mọi người. Bà con cô bác cũng dọn hàng ra bán nhiều lắm á cô chú. Wow. Quá xe rồi, đi không lọt chân luôn. Đây cũng có một mấy cô mấy chú mới phát quầy nước nè. Đó. Chẳng hả? Cảm ơn. Ủa bác, nước xanh xanh là nước gì vậy bác? Nước cần tây. Dạ ha. Thôi đã quá ha. Rồi. Đây có một cô mấy cô ở trên thì là lấy nước đá lấy nước. Bên đây mấy chú mấy cô đẩy ra đây đẩy cho bà con lấy tự nhiên nha. Ai uống cứ lấy tự nhiên nha cô chú. Rồi. Quá ý nghĩa. Đoàn mình ở đâu vậy chú? Rồi thánh địa Hòa Hảo là không. Dạ dạ. Rồi quá ý nghĩa rồi mọi người đông anh nè cô chú. Đây bên đây thì có một số đoàn khách thập phương đang chuẩn bị dùng bánh xèo chay của hội từ thiện mà con đãi cái khách này nghe cô chú. À. Chắc là nhiều luôn. Đây. Đây cũng có một số khách đang dùng bánh xèo chay nữa nè. À. Dạ con xin lỗi nữa các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn nha cô chú. Đó. Hai. Đoàn mình ở đâu vậy ông anh? Mỹ Hội, Mỹ Hội. Mỹ Hội là An Giang hả? Đúng rồi. Của thánh địa Hòa Khá Giáo Hòa Hảo không ha? Mấy cô đang dùng nó nha mọi người, cơm chay. Bên đây có cơm chay hết tất cả. Wow. Rất là cuộc hành trình. Nước sôi. Đây là có một đoàn này là đãi đãi cơm chay cho khách nha cô chú. Nè mọi người, những phần cơm chay đãi khách nè cô chú, để sẵn sẵn ai ăn thì cứ việc lấy ăn, ăn no nê luôn nha cô chú. Dạ chào mấy cô nha. Dạ.
rồi, cảm ơn con nhiều nha, chúc mấy con sức khỏe nha. Đòn cái răng nha mọi người, đòn cái răng. Oh, cái cơm hấp dẫn hơn cô chú. Sườn chiên là đầy đủ, bánh xèo nè, những cái vòng quay bánh xèo nè mọi người. Dạ một lát con dùng cô. Dạ. À, những cái vòng quay bánh xèo một vòng là 10 chảo nha mọi người. Chiếc bánh xe được lấy ra từ cái nè, không vô trong được nha mọi người, gào hết trơn này không cho mình vô trong quay được, quay cả xa xa xíu thôi một chút. Rồi tiếp tục mình đi nha mọi người. Bên thế bên đây là những cái nồi khổng lồ, nồi nấu bằng ga nè cô chú, khổng lồ luôn nha mọi người. À, đây. Bí gợ. Dạ. Sáng giờ mấy nồi chú? Không biết rồi. Nhớ rồi hả? Nhớ luôn hả? Nhớ luôn. 5 nồi. 5 nồi lẻ bún. Hùng nước cốt dừa 200kg bánh tầm. 200kg bánh tầm bức luôn. Ờ, bức luôn ha. Này vài chục ngàn người lượt khách luôn đó bác ha. Đó. Dạ. Ừ, con cảm ơn bác nhiều nha. Đây. Đồ xào hả ông anh? Đấy, nhưng bánh xèo ha. Trời ơi, lực lưỡng nha anh, xào mới nổi chứ phụ nữ sao xào nổi. Có... phụ nữ xào khác cha. Vậy đó hả? Ờ, ổng hại nại gì mà chưa muốn lên á. Dạ. Dạ, bảo vlog 66 cô. Dạ. Dạ. Ờ, được rồi, anh trai, anh đi quay chút xíu anh ăn, anh uống. Ờ, kia là bia là gì, cà tím chiên nha, chiên sóc cà ha. Số lượng đường thực phẩm quá trời khủng khiếp luôn. Cái nói chung mà có một số số nhà hảo tâm ta gửi đồ cúng quá ha. Rồi. Đây nhìn những cái loại rau bánh xèo rồi cô chú. À. Phía đây có mấy cô mấy gì cũng làm hẹ để xào nhưng bánh xèo nè cô chú. À. Đây có những cái nồi nấu khổng lồ nè mọi người. Đó, những khổng lồ luôn nha cô chú. Phía bên đây là có mấy cô mấy dì
đang chuẩn bị cắt rau củ quả ra thành những sản phẩm nhỏ nhỏ để vừa để nấu nè cô chú. Rất là lớn hơn số lượng rau củ quả hàng tấn lấy lên đó nha cô chú. Hồi nãy mình hỏi cái ông bác kia mới nước mía thôi, số lượng mía thôi là gần 5 tấn. Hàng chục tấn lương thực thực phẩm luôn đó cô chú. Để chế biến những món ăn chay, thực phẩm chay để đãi bà con khách thập phương nè mọi người. Nhẵn không cô à, quá trời lớn luôn bên đây nè, thấy cô luôn nè. Đây cũng có một cô, một số cô sắc phai sắc bầu bí. Tiến hành cả phía sau luôn nha mọi người. Bên đây nữa nè, các cô đang rửa chén nè, có lượng chén bát là khỏi nói lớn luôn đó. Còn tiến hành qua bên đây nha cô chú. Đây rau củ quả nè mọi người. Đó. Cơm chay từ thiện viên chay nè. Ở đây là mình chế biến trước ha bác. Dạ. Đòn mình ở đâu vậy bác? Đòn mình ở đâu vậy? Đòn ở An Giang này luôn ha. Rồi thánh địa hoàn hảo không? Xài nè, bạch hà nè mọi người. Bên đây là có một số cà tím chiên giòn nè mọi người, chiên giòn với số cà nè mọi người. Cô chú xây bột phải đổ bánh xèo bánh thọt rồi đó, là bánh canh rồi đó nha mọi người. Quá ầm sầm mình đây nha. Này mình là đoạn này phát sữa đậu nành nha cô chú. Đậu nành chay, đậu nành nóng luôn á nha mọi người. À, những chai đậu nành nóng được phát ra để mời bà con cô bác dùng nha cô chú. Dạ dạ được rồi, con lát con lão lại. Dạ. Trên đó đổ ra, nó đổ ra với đèn hứng hấp dẫn không? Dạ lát con muốn con đi vòng vòng đó hả? Dạ con biết rồi, số đó là miễn phí luôn nha mọi người. Bảo về lóc 66 bảo về lóc 66 sao nhớ càng dài quá. Bảo về lóc 66 bảo về lóc 66 66 là Đồng Tháp á. Còn mình ở đâu vậy cô? Ở Dinh Lục Thể số 1 là
cũng của An Giang luôn rồi. Hả? Của An Giang luôn rồi. À, An Giang luôn. Ở gần đây. Dạ. Quá trời ha. Số lượng. Đây. Nói đi. Cảm ơn mấy cô nhiều nha. Đây, đây là cho bún nha cô chú. Bún riêu. Còn là cho bún riêu nha. Bún riêu chay của bà con đồng đạo, bún riêu chay của bà con đồng đạo phải miễn phí. Đây quay cái nồi bún riêu cho cô chú xem, cái nồi hai nồi khổng lồ này cô chú, bên kia một nồi, bên đây một nồi này cô chú ơi. Đó, cái nồi cũng nước sôi bùng bục luôn nha cô chú. Cô bóc bún, cô bóc nước súp, đầy đủ hết. Dạ. Cái cổ là cua đó nha mọi người. Ăn bún đi. Rồi. Chúng ở đâu hả? Dạ con ở bên Đồng Tháp. Đồng Tháp ăn bún riêu cua đi. Dạ dạ, lát con ăn. Đầu mình ở An Giang hả cô? Bình Thủy Châu Phú ha. Dạ dạ, Bình Thủy Châu Phú. Rồi. Ngay chỗ bà mẫu luôn. Dạ dạ. Đó, con ngay cùng nổi luôn á hả? Nhà ngay đó luôn, ở dưới đi. Dạ. Nhà cô này vừa giới thiệu tên mình là nhà cô ngay cùng nổi nha mọi người. Còn nổi ở Dầm Nao vừa rồi đó. Đây cũng là một số phần cơm chay. Phần cơm chay nè mọi người. Làm sẵn vậy hết nha bà con, ăn cứ lấy ăn nha mọi người. Ăn no miệng luôn. Ăn thoải mái luôn. Đòn mà nó đâu vậy cô? Dạ. Long Khánh. Là tỉnh nào? Rồi. Quê Hồng Ngự. Con lớp giò. Dạ lớp giò à. Hello. Đó bà con đó nha mọi người. Đó ông bác đó, cũng lớn tuổi mà vẫn đi làm tiếp đó nha mọi người. Đây chính là những chiếc bàn nè, những chiếc bàn để đãi khách nè mọi người. Đó. Thấy chưa? Đây. Ở đây đãi cơm. Nhiều món ăn lắm nè mọi người, có cơm chay tự chọn luôn kìa. Cơm chay tự động. Chúc Hương. Dạ. Rồi. Tới đây nào chú? Vậy hả? Đại gia đình mình đi đấy hả?
Dạ, là cô. Dạ, rồi. Ăn ngon miệng nha cô chú. Đây là những phần cơm. Cơm tự chọn nha mọi người. Wow. Quay đặt quá cô chú ơi. Chai tự chọn đó, những cái mâm mâm mà vậy mình muốn ăn cái gì mình lấy cái đó nghe cô chú, thoải mái ăn luôn. Wow. Phải lấy ba cái khay đem dẹp hết rồi. Bánh xèo bên kia. Bánh xèo bên kia kìa. Tiến hành mình đi gặp phía sau coi. Bên đây cũng có bánh xèo chay luôn rồi. Nãy giờ không thấy. Đây chính là những chiếc bánh xèo chay 2, 4, 6, 8, 10 chảo. Một cô này đổ 10 chảo nha mọi người. Đây là thành phần nhân nè. Nhân bánh xèo chay. Quay mấy cô. Quay hấp dẫn quá. Cũng có một cô đổ nè mọi người, rất là nhiều khay bánh xèo luôn nha cô chú. Mỗi một vòng xay là 10 cái bánh xèo. Hay ha, nghỉ chế ra cái đó hay ha. Cái đổ từ cái tới mùng đất mới có ăn. Em ở đâu? Dạ con ở Đồng Tháp. Dạ cô ở đâu? Ở Môn Cần Thơ. À, vậy sao mình hay lên tới đây luôn hả cô? Ở cũng hoài, năm nào cũng đi. Dạ hả? Nhà cô cũng đi. Ờ, hay ha. Cô cũng đi. Mình đến đây mà cầu mình cầu sao? Cầu không tốt á. Cầu biển lắm rồi. Quất quất thái gian ngang vậy thôi ha. Ừ. Dạ. Sức khỏe dồi dào vậy. Cái ngày đại hội hôm qua gặp mặt. Cầu gì? Cầu mình đi bao nhiêu người cô? Cô đi xe xe riêng. Dạ, hai bánh hả? Tại sao con ngồi nổi? Nổi. Dạ hả? Con đi hôm qua không rồi, dạ. Chở. Đêm nay. Còn mấy đồng 16 người. Đêm nay cô ở lại không? Ở lại là ở trong chùa luôn này. Ở đây nè, bạn biết ở đâu. Giờ kiếm chỗ mình chạy ra điểm rồi mình ngủ vậy ha. Ờ. Cô quen ở trong chùa. Tại vì cô đi hoài đó, hồi đó cô lên mai điểm. Chùa ở đâu cô? Chùa này nha, chùa ông á hả? Ông Cố á. Vinh ông Cố, có người Vinh. Cô nói cái chùa con không nhận ra. Bởi vì nói chùa, bởi vì không nhận nói chùa. Đây cô lấy cô mai điểm, cô ở 3-4 ngày cô mai điểm tiếp. Dạ. Dạ cô quen rồi, bây giờ ở đâu vậy? Đi cái này là mà khỏi sợ no đói gì hết á, đoạn bao la luôn.
Chị là bỏ công ra. Cô chiên bánh tiêu cho luôn. Đem bộ lên đây chiên. Dạ. Sống sao á. À, chiên bánh tiêu ha. Ờ, chiên bánh tiêu. À, mình... Không ai cài chợ nữa. À. Thôi kể cho mình, lúc nào mình có kinh phí thì mình làm. Ừ, mà mình làm mình hết nổi. Làm mà giờ làm mình nên chắc là cái ngày này là không nổi đâu. Không nổi. Phải dài. Chiên bánh tiêu có biết nhiêu không? Là 10... có mà 15 người. Chiên bánh tiêu không mà 15 người. 15 người. Hồi bổ trước bữa nay ngày mai mới chiên vậy. À, ngồi bổ trước. Mới bắt bổ rồi. Mấy người ai chiên kêu ai. Nếu mà có lượng bột, chứ. Lượng bột vậy sao cô chiên mười mấy bao đó rồi. Mà sao cô nhồi nổi? Trời ơi, sợ con nhồi không được. Nhồi thở oxy luôn à. Sợ con này nhồi rồi bắt đầu cô bị bắt bột rồi. Dạ. Rồi, cô... rồi cảm ơn con nha. Chiếc bánh xèo này cô chú xây đây, xây vòng vòng nhìn nó rất là đẹp nha mọi người. Wow. Đây nè mọi người, những khách và quý Phật tử đang chờ những chiếc bánh xèo chay của mấy cô chế biến ra nè cô chú. Đó, rồi cầm cái dĩa ra tới tài, tới người nào người đó lấy nha cô chú. Rồi. Đúng không? Rồi, có phần rồi đó phải không? Tới tới lượt rồi đó phải không? Ngon không? Ủa sao mấy em gì có 1 cái 2 cái ạ? À? Sao đủ ăn? Dạ đem về cho bà bầu ăn. Dạ. Rồi. Rồi cảm ơn em. Mình quay tổng thể cho cô chú xem nha. Từ cô hết nha cô chú. Đó. Những quý khách mà đứng xung quanh cái dòng bánh xèo là đang đợi đó nha cô chú. Số lượng đổ rất là khủng luôn, một vòng quay là 10 chảo. Mà có 1 2 3 4 6 chảo. 6 vòng quay là 60 chảo đó nha cô chú. Như vậy mà còn không kịp đó nha mọi người. À. Tổng thể coi cô chú xem luôn. Đây. Đây một con nữa. Chắc là mình ra ngoài mọi người. Em đi vô đây nè, đi vô đây nè. Vô đây ít là đợi mấy cô nè. Ai muốn xin vô vô trong xin. Số lượng bánh xèo quá lắm. Tới luôn mấy cô ơi, tới luôn mấy cô ơi. Wow, quay toàn cảnh đây, toàn cảnh mấy cô đóng bánh xèo đây. Những dòng quay bánh xèo khổng lồ. 60 cái, một lần ra 60 cái đó. Nó tại sao bây giờ
chừng nóng khổng nha. Nhờ cô kia lấy giùm. Wow. Rồi, tính mình đi tiếp tục ha cô chú. Xung quanh bên đây thì bán như cái trên đây như một cái chợ á, bánh trái cây, đầy đủ hết các sản phẩm quần áo may sẵn, bán trái me, trái cây là me may, dùng bảy núi An Giang mới có trái me của chú. Thôi đi ra nha mọi người. Khúc này á, quay rồi mình đi qua bên đây. Dạ, bên đây có một quầy nước rất là lớn luôn. Wow. Đây có một số cô đang làm nước cam với trái tắc. Này mùa nắng uống giải khát nha mọi người. Wow. Đây. Một cái thau cam với tắc khổng lồ luôn nè mọi người. Đó. Luôn. Chỉ biết là múc rồi vô bọc, từ bọc đó. Số lượng cam rất là lớn luôn mọi người. Chúng con xin bọc ra cô. Ồ, ngon quá. Mấy chị mấy quên quý khách thập phương rồi cô chú đang ngồi dùng cơm chay, mình mới xin một bọc nước cam, cam với trái tắc rất là thơm luôn mọi người. Bên đây cũng là một bài cơm chay từ thiện luôn, cơm chay búp thê á, tự chọn nha mọi người. Hai cái máy hả bà?
cô mình làm nhồi cái đó là cái gì vậy cô? Cá. Cá hả? Cái lóc kho. À, ngon quá ha. Khước. Ờ, cái khước cá lóc kho ha. À. Dạ. Cá lóc kho chay. Dạ. Giống. Giờ tiến hành đi ra nha cô chú. Quay nãy giờ cũng nhiều rồi. Ồ đây nè. Rau củ quả vẫn đang tiếp tục rửa nè cô chú. Đó. Được. Rồi tiến hành mình đi ra ngoài qua bên kia mọi người ơi. Tiếp tục đi qua bên đây nha cô chú. Qua bà con nè, bà con trải đêm mọi người nghỉ ngơi nè cô chú. Ê, dưới mẹ Nam Hải mọi người. Y như lễ Phật giáo hoàn hảo luôn. Rồi tiếp tục mình đi qua bên đây. Đây rồi, trên cây cầu ở đông nè. Cây cầu đông quá trời nha mọi người. Đông khủng khiếp luôn á. Giờ tiến hành qua cầu mình quay bên kia. Ai yếu yếu chừng trả số ve lại đó nha. Cầu quá cao. Wow. Cano. Đây đi xuống qua bên kia. Đền thờ Nguyễn Thị Hạnh. Bà cô. Qua bên đây quay cho cô chú xem. Đi Tiền Giang, đi mà đi Hậu Giang không á. Cái cầu, cái cầu xài biết nào nó hư tầng. Cái cầu mà thấy là nó rỉu á. Cầu sắt này không biết năm nào nó hư luôn á. Đây là cô chú, đền thờ Nguyễn Thị Hạnh nè cô chú. Đó. Đền thờ Nguyễn Thị Hạnh. Rất đông bà con qua bên đây luôn nha. Cũng đối diện cách nhau một con sông. Đó. Cách nhau một con sông đi qua cây cầu đối diện với Dinh Xuân Trung nè cô chú. Bà đây nè. Một khuôn viên cũng rất là lớn, bà con đang cúng lại bên đây. Không chen chân lọt luôn. Bà con đang đợi cúng như là nội đây dốc chân nè. Nguyễn Thị Hạnh.
Ông mắng tôi không? Nguyễn Thị Hạnh, bà cô. Rồi đi ra mình đi vòng vòng của chú ơi. Ở đây chỗ bà con cúng chen chân không lọt. Đây bên khuôn viên nè. Dưới đây là có một cái ao sen. Xung quanh là, qua viên này là cái ao sen nha cô chú. Có một con đường này đi ra rất là đẹp qua bên cái tòa tháp nè cô chú. Đó. Giờ mình qua bên cái đền thờ. Ủa bác, cái này là đền thờ của ông Nguyễn Thị Hạnh đó hả bác? Hay là của ông Trinh Sơn Trung? Cái này là cũng không biết. Dạ hả? Cũng mấy lão đó là biết. Dạ. Cái hoa viên này đẹp nha mọi người. Đây quay cận ảnh tới đỉnh tòa tháp cô chú xem nha, đó đẹp không cô sơ cô chú. Wow, quay cái này là đủ nắng luôn đó. Đó, quá nắng luôn, quá nắng luôn rồi. Đó mình đó cũng là một chân thờ. Ủa bác, cái đền thờ này là của Nguyễn Thị Thạnh hả bác? Bà cố. Bà cố ha. Dạ con cảm ơn bác ha. Đền thờ của bà cố Nguyễn Thị Hạnh. Ủa bác ơi, bà cố Nguyễn Thị Hạnh là cái gì của ông Dơ Vinh Sơn Trung bác Trần Văn Thạnh đó? Bà xã của cô ạ. Bà xã về là ai bác? Bà xã Đức Cô Quản hả? Dạ, vợ Đức Cô Quản ha. Dạ. Họ đi chiến trận đi chết. Dạ. Họ đi chiến trận chết ha. Ổng còn đi mất tích cái gì. Ổng thì mất tích thôi. Dạ. Ổng thì hết chuyện kỳ gì ăn dưỡng. Dạ. Sao này ổng kể lại nha. Dạ rồi con cảm ơn bác nhiều nha. Dạ. Sao ổng kể lại. Dạ. Đây. Nè, tiếp tục đi nữa mọi người ơi. Bây giờ mình qua chiếc cầu nhỏ này nữa. Cái này làm nhìn có duyên quá ta. Cái này làm nhìn có duyên quá vậy. Đi rồi đi trước em đấy. Đi trước đi. Có quay em luôn. Mình đẹp gái mà có quay chứ không. Tòa tháp rất là đẹp nha cô chú. Rất đẹp mọi người ơi. Ở dưới có những cái luống khoai lang nè. Những luống bà con ở dòng khoai lang nha cô chú. Bà con bên đó cũng khá là đông. Phía bên này là những cánh đồng lúa đã chín, bà con đang thu hoạch, đã thu hoạch rồi nha mọi người. Có những trái dương gan quá ngon. Ngồi ở đây có ngủ gục không cần. Chết luôn không tắt làm coi được chứ. Ở đây có cánh đồng đẹp quá. Đồng đã thu hoạch hết rồi. Đây. Thấy
Tòa tháp quá đẹp. Ồ, này trồng nhãn lồng hả ta? Ừ. Như trồng để chùa sử dụng á. À. Trong đình sử dụng. Nhãn lồng đó. Đọt đọt lan rồi nhóc á. Ừ. Ồ, những con đọc quá đẹp ơi. Đây những chú đọc rồi mọi người. Quá đông người dân lên tòa tháp rồi. Đây là cô chú. Các cô mấy chú có gì lên tòa tháp à? Đây là bàn thờ Nguyễn Thị Thành. Để mình vô đó quay cho cô chú xem nha. Ở cái tòa tháp này được trang trí rất là đẹp nha cô chú. Đây có những con rồng nè. Những chú rồng đây rất là đẹp. Ở đây rất là nhiều hướng đi vô cái tháp này luôn đó mọi người. Cái tháp này quá trời đẹp rồi. Đây là bàn thờ Nguyễn Thị Thành. Đứng lên. Rồi. Con đưa cái đầu con vô coi cái miệng con đông, nó đẹp hơn. Bà con đang cúng lại cho bây giờ mọi người 18 đời vua Hùng. Bây giờ mình nhận đây là 18 đời vua Hùng nha cô chú. Rồi 18 đời vua Hùng. Xung quanh có cặp rồng quá đẹp nha mọi người. 18 đời vua Hùng. Giờ tiến hành đi ra, đi qua bên kia. Đất đồng bà con thấy đó. Nắng kẹt thôi. Thôi vậy. Lên chót cả rồi hả? Giang này bắt mát vậy. Đó luôn á, không bắt. Rồi. Rồi mấy con mặc áo dài quá đẹp rồi. Để chị chen rồi, trai chen rồi. Chập lẽ. Thấy tôi không? Cặp hay cặp rồi. Thời cái mặt. Khó mà chụp được lắm. Ủa mấy bạn đi ra ngoài rồi. Khó chụp được lắm. Đó. Rồi chụp lẽ một. Rồi. Nhớ nổi hết trơn.
đại. Đền thờ anh hùng dân tộc. Đây chính là đền thờ anh hùng dân tộc nha cô chú. Đi tiếp tục mọi người ơi. Tối là xong rồi hả? Ngày 9 tháng 2, 2018. Nãy giờ đi rồi. Không đây đâu. Đây là cô chú, có cái cầu bà con nè. Đó. Cầu Gia Nghị. Rồi cô chú ơi, clip này là kết thúc nha cô chú. Chúc cô chú anh chị và các bạn xem clip vui vẻ và nhớ ủng hộ kênh mình một cách cho mình nút like và nút đăng ký kênh chia sẻ video clip nha cô chú. Rồi cảm ơn cô chú rất là nhiều ạ. Rồi cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ.